bò nhúng giấm, mực nhúng giấm nha các bạn. Mời các bạn ăn bò nhúng giấm, mực nhúng giấm ở quê hương tôi Trà Vinh, tại ngã tư Võ Văn Kiệt, đường về Phú Hòa. Đêm xuống nhìn đẹp ghê. Không có sốt sổ không, mình cầm cái này nè. Mời các bạn dùng cuốn bò nhúng giấm nha. Giờ này ở Trà Vinh 6:30 ăn bò nhúng giấm. Giấm đi mắm nêm. Nhanh lắm, nhanh lắm. Hai cuốn cho ăn nhanh luôn. Rau rồi các bạn, nhìn rau hấp dẫn rồi. Ai muốn ăn nước mắm chua ngọt thì ăn. Ai ăn mắm nêm nè. Nêm ớt, thơm rồi. Đặc biệt là có thêm mực nữa, bò không giấm đây có mực. Mực chắc chín nè. Này mực hay là mực? Được. Chắc không nhiều luôn. Mắm này nhiễu vô đồ đi với người yêu là cứ quắt luôn, nó bỏ luôn. Các bạn ơi, ngon quá, uống rồi, uống nhỏ nhỏ vậy thôi. Nay mùng 5 Tết các bạn. Mùng 5 đường đông lại. Ngã tư đèn xanh đỏ giờ không kịp. Đường này đi ra chợ. Quên hỏi giá nhiều nói cho các bạn biết. 150 200. Bạn nhân 150 hả? Ừ, 150. Bỏ đây luôn. Ừ. Con ăn đi. Lo hả? Ăn đi. Còn quá trời.
Bạn nào có về cho Vinh ghé đây ăn nha. Mực này ngon quá à. Ngay ngã tư Võ Văn Kiệt, đường về Phú Hòa. Gần trường Phạm Thế Bường. Ngon. Ba cuốn cái nó muốn nồi. Vô nè, cuốn vậy. Dĩa rau ngon ha. Đi ăn đi con. Ăn này đâu có mập đâu, rau mà. Ăn thịt không à, không ăn cơm á, tinh bột. Ít không có mập, sao đâu. Bốn cuốn rồi các bạn ơi. Đó. Bốn cuốn rồi. Có mật lại chín rồi cháu. Đợi chút đi. Chờ giờ đêm. Ăn bò nhúng giấm anh Thuận ơi. Sao về trời Dương dắt anh Thuận về ăn bò nhúng giấm nha. Chắc nguyên nhóm đam mê ca hát mình về ăn bò nhúng giấm luôn. Xong rồi tôi bắt mấy ông tôi nhúng giấm tôi ăn luôn. Lắm. Đó. Ngon rồi, chắc cuốn chao ăn công quá. Thôi mà. Năm cuốn nhiều quá. Cái lẩu này 150 nè, 150 ngàn, ba người ăn ứ thử luôn. Nghỉ cuốn ấy, toàn cuốn rồi. Cuốn gì trầu táo cuốn, trời ơi. Dài dài, bò dài dài, nước rất là ngọt. Đó là con bạch tuộc, cái món mực. Bạch tuộc nhỏ. Dạ, thôi đây đũa. Gấp con bạch tuộc mời các bạn. Nó giòn á con. Giòn, giòn. Chú Hoàng ở đây chú Phái. Ôi, ngon. Giòn lắm rồi.
tuột nhúng giấm. Vớt cái ra. Ồ, đã. Dạ con biết nước rồi. Không hỏi rồi ăn. Rồi để.